Nam Khánh xin kính chào quý vị. Video clip ngày hôm nay em tiếp tục test cho quý vị một cặp loa Panasonic MX30. Cặp loa có công suất là 160W, bát 18 màng carbon và một chép. Con này thì thùng gỗ đẹp leng keng các nhá, 160W một loa. Bát 18 cả vành là 20 màng carbon. Lưới căng đầy đủ và đều đẹp cả nhá. Nó góc cạnh rất là ok. Bây giờ thì em mời quý vị nghe một chút nhạc của cặp loa mới 30 nhé. Cặp loa có tiếng trầm cực kỳ uy lực các bác nhá. Căng lưới đầy đủ này, đẹp keng. Đấy, không có sứt mẻ hay là bể vỡ một chút xíu nào. Kể cả căng, căng của nó còn đẹp leng keng các nhá. Căng không có một chút nào rách dưới cả. Đấy. Bát 18 cm, cả vành là 20 cm. Đây, cả vành là 20 các nhá. Bát 18 màng carbon, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, gần là gần mút các nhá, gần mút rất mềm. Ở phía trước này thì sẽ có một cái logo của Panasonic MX30 là tên của loa. Đấy, mà cái phần tem này nó cũng là phần phớt vàng các nhá. Còn đâu cái vỏ màu lâu vân gỗ rất đẹp các bác nhá, không có một chút xước sát hoặc là xước răm hay bất kỳ một cái gọi là vết chày nào. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, nguyên zin 100% các bác nhá. Phía trước thì nó có một cái con chép đôm có đường viền mạ vàng. Đấy, nhìn rất là hay, có một cái điểm nhấn này rất là hay. Đấy, xung quanh thì nó có một cái lớp lỉ bọc vòng quanh cái con chép này. Đấy, đây cũng vậy, cái này là bụi bẩn nhá các nhá. Đấy, còn con này thì gần như là không có một chút nào để chê cả, cực kỳ đẹp. Đấy, loa rất là nặng, hậu sâu các bạn nhìn thấy cái thùng của nó, hậu rất sâu nhá. Đấy, vân gỗ của nó rất là tươi màu, rất đẹp. Cặp này thì có thể chơi tốt ở những cái phòng tầm 20-25 mét, rất là ok. Dùng cái cặp này thì anh em có thể chơi được đa thể loại nhạc, ví dụ như những cái nhạc rumba không lời, rồi những cái nhạc bolero, nhạc vàng, nhạc trữ tình, rồi đặc biệt những cái anh em thích chơi những cái dòng nhạc mà máu lửa, ví dụ như những cái dòng DJ năm top đều ok cả. Bởi vì con này có cho ra cái giải trầm rất là uy lực, cho nên là những anh em mà khoái cái nhạc mạnh một chút ấy, thì nó đáp ứng rất tốt luôn. Đấy, tuyến loa thì không tì vết các nhá, tuyến loa không tì vết luôn, đẹp keng, gần mút
Đấy, gần mút nhá. Bát 18 đấy, nhưng mà mắc vành thì là 20. Đấy, một chép đôm. Dòng này thì cực kỳ uy lực, công suất là 160W, cho nên anh em có thể chơi lớn một chút vẫn ok, bởi vì những cái dòng này nó chịu tải rất là tốt. Đấy, em thì em đang ghép với cả cái cục dàn Soli rồi thôi. Đấy, cục dàn này thì cái độ uy lực của nó cũng rất là tốt này, nhỏ nhỏ thôi nhưng mà đánh tiếng trầm rất phê. Và quý vị có nhu cầu thì hãy alo cho em qua số điện thoại 0972451489, địa chỉ ngõ 43 Cổ Nhuế, Hà Nội, ship hàng toàn quốc và không bao gồm phí ship các nhé. Cái cặp loa Panasonic MX30 thì bên Nam Khánh đang bán là 3 triệu đồng quý vị nhé, giá có limit công khai. Đấy, hình thức thì cặp này không có một chút tì vết gì các nhé, cực kỳ đẹp luôn, chơi được đa thể loại nhạc mà giá chỉ có 3 triệu đồng thôi. Quý vị tham khảo cân đối tài chính, nếu mà anh em nào khoái cái cặp này thì hãy bốc máy liên hệ cho Nam Khánh. Xin cảm ơn quý vị, em xin kết thúc cái clip tại đây, hẹn gặp quý vị ở cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.